5 gương mặt diễn áo tắm đẹp nhất Miss Universe Việt Nam 2023. Hương Ly, Bùi Quỳnh Hoa, Ly Đi Vũ, Hồng Đăng, Phạm Anh Thư vào top 5 người đẹp biển Miss Universe Việt Nam 2023. 18 thí sinh diện hai bộ sưu tập trong phần thi người đẹp biển, chiều ngày 23 tháng 9 ở Hồ Tràm, Bà Rịa Vũng Tàu. Ban giám khảo chọn ra top 5 gồm Hương Ly, Bùi Quỳnh Hoa, Ly Đi Vũ, Hồng Đăng, Anh Thư. Người chiến thắng sẽ được công bố trong chung kết, diễn ra ngày 29 tháng 9 ở thành phố Hồ Chí Minh. Bùi Quỳnh Hoa là siêu mẫu quốc tế 2022, cô cũng là một trong ba mentor của Miss Up Việt Nam 2023. Trước đó, Quỳnh Hoa đăng quang Hoa hậu áo dài Việt Nam Thế giới 2017, giải vàng siêu mẫu Việt Nam 2018. Vào top 10 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022. Người đẹp cao 1,75m, số đo 3 vòng 85, 63, 94cm. Phạm Anh Thư, quê Hà Nam đang dẫn đầu bình chọn thí sinh được yêu thích. Cô cao 1,75m, số đo 3 vòng lần lượt 84, 59, 92cm. Cô từng lọt vào top 5 hoa khôi áo dài Việt Nam 2016, top 10 Miss Universe Việt Nam 2019, top 3 Supermodel International 2022. Người đẹp hiện là sinh viên năm cuối Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Trịnh Thị Hồng Đăng là gương mặt mới ở cuộc thi nhan sắc. Cô cao 1,71m, số đo 3 vòng 86, 60, 91cm. Người đẹp sinh ra và lớn lên ở Moskva, Nga, hiện là huấn luyện viên sức khỏe tinh thần. Hương Ly giàu kinh nghiệm trình diễn khi từng 3 lần tham gia Miss Universe Việt Nam. Cô 1,76m, số đo 3 vòng 82, 60, 92cm, từng là quán quân Việt Nam Net Top Model 2015. Hiện cô diễn cho nhiều chương trình thời trang, nhà mốt trong nước. Ly Đi Vũ cao 1,76m, số đo 3 vòng 83, 62, 93cm, mẹ là người Việt, bố người Pháp. Cô là trưởng phòng điều hành và quản lý nguồn cung cho một công ty thiết kế nội thất cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô được nhận xét là gương mặt tiềm năng cho vương miện của Miss Universe Việt Nam 2023 với hình thể đẹp, thông thạo tiếng Anh, Pháp. Emma Maria Fernandez Lê, cao 1,7m, số đo 3 vòng 86, 62, 92cm, tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh Đại học Quốc tế. Cô có bố người Tây Ban Nha, mẹ là diễn viên Lê Hóa, từng đóng phim Bỗng Dưng Muốn Khóc, Vừa Đi Vừa Khóc, Hot Boy Nổi Loạn, Cánh Đồng Bất Tận. Phạm Hoàng Thu Uyên cao 1,7m, số đo 3 vòng 84, 63, 94cm. Các cô gái sẽ tiếp tục các vòng thi và phỏng vấn kín với ban giám khảo trước khi bước vào đêm chung kết 29/9. Các cô gái tiếp tục các vòng thi và phỏng vấn kín với ban giám khảo trước khi bước vào đêm chung kết 29/9. Người thắng cuộc sẽ tham gia Miss Universe 2023 tại El Salvador vào tháng 11. Hội đồng giám khảo gồm Hoa hậu Lan Khuê, bà Nguyễn Thị Thúy Nga, trưởng ban tổ chức, MC Phương Mai, doanh nhân Chu Thị Hồng Anh và một người đẹp quốc tế được công bố sau. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.